để hôm nay em chia sẻ với mọi người là tại sao em lại quay lại BI. Là chỉ vì con em không có tiền tiêm. Nó phũ hơn, nó thẳng tuệt hơn là không có tiền đi tiêm cho con. Thời điểm đấy là mũi tiêm gần như là đầu tiên. Nghĩ cảnh đấy nó khổ quá thì em mới quay lại. Em bảo là cuộc đời mình đã tiêu rất là nhiều tiền rồi, để đến giờ phút này là con không có lỗi tiền tiêm. Cái giai đoạn nào khi mà con người đẩy đến đường cùng thì bắt đầu mình mới bứt ra để mà mới thay đổi. Tại BI Việt Nam, tên tuổi của cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn hay biệt danh là Tây Con đã trở nên rất quen thuộc với cộng đồng yêu thích môn thể thao này. Tuy nhiên, phía sau những cú đánh điêu luyện và những chiến thắng ngoạn mục, những danh hiệu vô địch cao quý, Nguyễn Anh Tuấn còn có những câu chuyện thú vị và đáng ngưỡng mộ phía sau bàn bia. Thật ra thì nói thật với mọi người là cái áp lực đấy nó quá nhỏ đối với mình. Bởi vì mình đã từng chịu áp lực trong vòng 7 năm nay rồi. Cái áp lực đấy nó là áp lực cuộc sống, nó là áp lực mà tồn tại hay không tồn tại. Cho nên là những cái đấy, để mà bây giờ những cái việc đấy nó quá nhỏ đối với mình. Mình hoàn toàn mình chả bao giờ, nói hẳn ra đến bây giờ bảo khán giả nói những cái lời đấy mình không có áp lực. Bởi vì nói thật sự đối với cái đấy so với cái áp lực của mình đã từng trải nó quá nhỏ. Nó không đáng để cho mình bận tâm cái đấy, cái điều đó. Đó là những cái người đấy thì những cái người đấy là những cái người bình phẩm. Mình không nói hẳn ra là mình không thèm để ý và mình không chấp những người đấy. Là bởi vì người ta đâu có phải như mình đâu, mình mà đi cãi nhau với những người ta như thế thì mình bằng người ta. Thế cho nên là mình sẽ không bao giờ tranh luận với những cái người đấy cả. Hãy lên để cho người ta thành khán giả. Hãy lên để cho thành người ta thành một bên fan và một anti fan. Bởi vì thật ra ấy, cái điều em muốn chia sẻ là như này. Đối với bọn em phải cảm ơn, đối với bịa bọn em hoặc đối với nền BI Việt Nam phải cảm ơn một cái hệ lụy gọi là anti fan rất nhiều. Bởi vì nhờ những người đấy cãi nhau trên mạng, xem cãi nhau bình phẩm một cái cách ngây ngô để cho kích cầu được cái sự phát triển của nền BI Việt Nam, kích cầu được những người xem. Cái đấy mới là cái quan trọng. Em rất cảm ơn những người đấy. Đấy là nói thật, em hoàn toàn không ghét bỏ những người đấy hay là không có một cái tí gì chấp nhận với những người đấy, nhưng em hoàn toàn cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó, phải có những comment không đúng, comment ngây ngô như thế nó mới kích cầu được cái dư luận, cái nền BI Việt Nam lên. Đấy là thật sự. Vâng. Bởi vì tại sao? Bởi vì em đã nói rồi, những cái áp lực trên mạng xã hội nó quá nhỏ với em. Những ai biết em rồi thì biết được rằng em đã chịu áp lực trong vòng 5 đến 7 năm qua. Thế cho nên là cái đấy nó quá nhỏ đối với em, nó không có là gì. Nó giống như kiểu, xin lỗi anh, nó giống như kiểu rơi qua cái gì, rơi qua da em. Nó không, em áp lực, cái chuyện khác em còn áp lực nhiều hơn rồi. Cả thế cho nên là em không ngại với cái lời ở trên mạng. Thậm chí em còn theo gió luôn. Em còn theo những cái lời trên mạng để em đưa cái sự tình nó cao lên, nó căng thẳng, nó cao trào lên cơ. Thế em không ngại cái đấy. Có những người hiểu em, biết về em thì mới hiểu được em chịu áp lực 5-7 năm qua như thế nào. Chứ còn mấy cái kiểu cộng đồng mạng không hiểu được em chịu áp lực như thế nào đâu. Thế những cái đấy nó nhỏ lắm. Em thì em chọn không phải là vì em đề cao em, mà là em muốn chọn gia đình hơn. Cái đam mê em đủ rồi. Nói đủ rồi thì cũng không phải, nhưng mà buộc phải đủ. Khi có con rồi thì cái đam mê của em buộc phải đủ. Bởi vì tại sao em lại nói câu đấy là bởi vì bây giờ nhà có hai vợ chồng, cũng có ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng mà chỉ có hai vợ chồng sống với nhau và nuôi hai bé. Em có hai bé rồi, một trai một gái. Thì em cảm nhận được cái điều đấy nó làm cho em thỏa mãn hơn là cái câu chuyện đam mê nữa. Bởi vì em nghĩ là thời điểm em dành cho đam mê đủ rồi, 20 năm rồi, cũng là một cái gì đó nó là 1/3 hoặc 1/4 đời người rồi. Còn sau này chỉ là đam mê dạy, kèm, học, đi chơi, đi tham dự giải này giải kia, vui vẻ, gần gia đình, ví dụ thế. Còn em nghĩ là đủ, đối với em là đủ cái đam mê rồi. Thật ra thì mỗi một cái giai đoạn, như em nói, mỗi một cái giai đoạn nó khác rồi anh ạ. Ví dụ giai đoạn trước đấy em không có gia đình thì em đi đâu chả được. Em chưa có vợ, chưa có con thì em có thể đi nơi này em ở 5-7 tháng, sống với đam mê, thoải mái.
Nhưng bây giờ thì không thể được. Bởi vì bây giờ nếu mình như thế thì cái đánh đổi của mình nó rất lớn. Nếu mà bây giờ mình như thế thì thôi ông chỉ sống một cuộc đời cô độc thôi. Ông đừng lấy vợ có con nữa. Bởi vì nếu mà sống với đam mê đối với em bây giờ thì không thể nào ấy được. Bởi vì em cũng đã từng bươn trải, cũng đã từng Sài Gòn 2 năm, 3 năm, cũng từng Đà Nẵng 1 năm rồi. Em hiểu đến thời điểm này là thôi, giống như em nói đó, đam mê thế là đủ rồi. Bởi vì bây giờ phải đi theo cái giai đoạn, trong từng giai đoạn. Giai đoạn này anh có thể được đi rồi, nhưng giai đoạn này anh không thể được đi nữa. Giai đoạn sau anh còn lại phải sống một cuộc sống như thế nào nữa. Chứ không thể nào mà giống như kiểu là tôn thờ với cái đam mê đấy của mình được. Như thế thì em nói anh với anh là như thế này. Cuối cùng mục đích của mình sống với đam mê, cuối cùng mục đích của mình kiếm tiền, sống được để làm gì? Đấy, quan trọng là bây giờ đòi hỏi là nhiều tiền hay ít tiền. Thế bây giờ ví dụ như mình kiếm tiền từng này là đủ rồi, lo cho gia đình rồi, thì bây giờ có những người muốn kiếm hơn nữa thì cũng có những người muốn đam mê hơn nữa. Nhưng đối với em thì em lại chọn con đường có thể là em cho nó là có thể người ta so với đam mê của người ta nó quá lớn đi, nó lớn hẳn đi. Nhưng đối với em thì em nghĩ là đam mê của em đủ rồi, là như vậy. Từ khi có con này em nghĩ là cái đam mê của em đủ rồi. Bởi vì câu này thì trước đây các cụ nói, thì em nghĩ là bao giờ mình có con mới biết, thì nó là sự thật. Nó gọi là có con mới hiểu được lòng cha mẹ. Thì sau này mình mới thấy là khi mình chăm con, mình mới hiểu được rằng là tại sao ông bà ta lại nói câu đấy. Câu đấy nó bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Nó không phải là nó không phải là một tình huống là con hư hay là gì đó. Nó bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Ốm đau rồi biết các thứ, mọi thứ nó đều bao hàm cái câu đấy. Rồi là thậm chí là không có kinh tế để nuôi gia đình. Rồi con cái bây giờ giống như kiểu mình có thể cũng nên so sánh chứ. So sánh ở cái chỗ là nhỉ, con người ta có, con mình không có. Cái đây cũng làm mình chạnh lòng. Cái lý do cái kia nó còn to lớn hơn cái lý do đấy. Sau này khi mà em bắt đầu quay trở lại một chút, thì bắt đầu em có vợ có con, thì cái tuy nó không bằng lý do đấy, nhưng mà cái lý do này lại là lý do chính đáng và hiện tại nhất. Đó, nó là như vậy. Chứ còn cái lý do của em to lớn lắm, áp lực của em lúc này nó to lớn lắm. Đó là mấy cái áp lực trên mạng ăn thua gì với em. Còn cái lý do để em quay lại BIA, đáng nhẽ ra là em cũng chia sẻ một chút đối với mọi người. Cái lý do để quay lại BIA đáng nhẽ là không phải em từ bỏ, mà em không có khả năng, không có cơ sở để quay lại BIA. Nếu đúng nghĩa ra là khoảng thời gian đấy là không có khả năng và không có cơ sở để quay lại BIA. Nhưng chỉ vì con không có tiền tiêm, chỉ vì đứa con đầu của em là câu chuyện là đi ra trạm xá tiêm 5-in-1 hay là đi ra VNCC tiêm 6-1, thì cái câu chuyện đó để hôm nay em chia sẻ với mọi người là tại sao em lại quay lại VR. Tức là tại sao em lại quay ra Hà Nội để em chơi lại VR, để em phát triển lại cái VR, là chỉ vì con em không có tiền tiêm. Thời điểm đấy là mũi tiêm gần như là đầu tiên. Tức là sau khi đấy là nghĩ cảnh đấy nó khổ quá, thì em mới quay lại. Em bảo là cuộc đời mình đã tiêu rất là nhiều tiền rồi, để đến giờ phút này là con không có nổi tiền tiêm cái giai đoạn đó, thì em mới quay trở lại BIA. Đấy là lý do mà thật sự là đến là lý do này. Cái ngày hôm nay này em ở đây, em quay lại BIA và em làm thành công, đó là lý do này. Còn cái khoảng trống đấy thì thôi em không đề cập. Bởi vì cái khoảng trống đấy trước cái khoảng em có gia đình, thế cho nên là thôi em không cần đề cập. Chỉ có những người biết em thì sẽ hiểu được là cái khoảng trống đấy của em nó như thế nào thôi. Đó, nó như vậy đấy. Để cho em quay lại BIA chỉ vì là mũi tiêm 5-1 hay là 6-1 đấy. Cái đấy em nghĩ là mọi người sẽ hiểu cái cảm xúc, cái cảm giác lúc này nó như thế nào. BIA đến giờ phút này hay kể cả về trước đấy đã cho em rất nhiều thứ. Cho em danh, cho em danh tiếng, đúng không nào? Cho em vật chất, cho em đi dạy, tức là đi dạy để làm ra vật chất, đúng là cho em rất nhiều thứ. Thế cho em là cũng giống như em là nói là có những cái khoảng trống là em đã muốn từ bỏ. Từ bỏ là bởi vì tại sao? Bởi vì mình không có cơ sở để quay trở lại và không có rất nhiều thứ để quay trở lại để tiếp tục nữa. Nhưng chỉ vì cái tình, chỉ những cái đấy, giống như mình khi mà con người đẩy đến đường cùng thì bắt đầu mình mới mới mới
mới bứt ra để mà mới thay đổi. Tức là đấy, từ khi mà cái câu chuyện là 5-1 hay 6-1 thì lúc ấy nói luôn đúng nghĩa ra một cái câu là nó phũ hơn, nó thẳng toẹt hơn là không có tiền đi tiêm cho con, thì lúc ấy nó mới là động lực để em quay trở lại. We'll be right back.